xin chào các bạn. Để đến với thuận Capital video ngày hôm nay, thì chúng ta có rất nhiều bạn mới tham gia vào thị trường này, cho nên tôi muốn dành một cái video để mà chia sẻ với các bạn làm sao để đăng ký tài khoản Coinbase. Coinbase là một cái sàn rất, rất lớn và đối với nhiều người, Coinbase là cái nơi mà nhiều người sẽ sử dụng, tại vì rất là đơn giản và không phải nơi nào Coinbase cũng hỗ trợ các bạn có thể bấm vào cái link ở phía dưới để thứ nhất là tìm thấy được link đăng ký và thứ nhì là các bạn có thể tìm những thông tin là Coinbase cái sàn này đó là đang hỗ trợ những quốc gia nào tại vì các bạn cũng đã biết là không phải quốc gia nào Coinbase cũng hỗ trợ và những quốc gia mà Coinbase không hỗ trợ thì đến bây giờ là ở Việt Nam Coinbase vẫn chưa hỗ trợ thì các bạn bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái thông tin chi tiết liên quan tới Coinbase thì các bạn có thể bấm vào cái link đăng ký hay là các bạn có thể bấm vào Get Started khi các bạn đến trang của Coinbase thì các bạn thấy được là chúng ta có thể là trước hết là một cái form rất đơn giản để các bạn có thể tạo tài khoản các bạn để vào tên, họ, email các bạn chọn cái mật mã các bạn chọn địa điểm các bạn ở và các bạn bấm vào là các bạn đã trên 18 tuổi sau đó bấm Create Account sau khi các bạn đã hoàn thành cái bước này xong thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một thông tin như là đợt này thì khi các bạn đã verify ID có nghĩa là các bạn đã chứng minh thân phận đó thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ các bạn sẽ nhận được 5 đô la Bitcoin thì đây là một chương nhiên ưu đãi các bạn nhận được trong thời gian này các bạn bấm continue để tiếp tục khi mà các bạn bấm continue đó thì Coinbase sẽ nói là họ đã gửi một cái email cho các bạn để mà các bạn kích hoạt để mà các bạn xác nhận email thì các bạn vào trong email của mình để các bạn có thể là bấm vào cái link để có thể xác nhận cái email và sau đó các bạn bấm vào cái link ở trong email đó thì các bạn sẽ đến với trang kế tiếp trang này là cái trang mà các bạn cần phải để số điện thoại của mình vào các bạn chọn địa điểm sau đó để số điện thoại của mình vào sau đó bấm send code có nghĩa là các bạn sẽ lấy một cái mã điện thoại để mà xác minh là cái điện thoại này là của các bạn sau khi bạn hoàn thành cái bước này rồi xác minh xong điện thoại đó thì bước kế tiếp là chính là các bạn phải điền một số những thông tin căn bản như là tên họ ngày sinh địa chỉ của các bạn sau đó các bạn phải cho lời một số câu hỏi, trước hết là cho là câu hỏi liên quan đến là các bạn sẽ dùng Coinbase làm gì. Các bạn bấm vào sẽ có một số lựa chọn cho các bạn, như là các bạn lựa chọn Coinbase để có thể là đầu tư hay là trading vân vân. Câu hỏi thứ nhì là cái nguồn tiền các bạn nạp vào Coinbase sẽ đến từ đâu? Thì các bạn bấm vào thì các bạn có thể thấy là sự lựa chọn như là các bạn thấy là có số tiền này, các bạn có thể nói là đến từ các bạn đi làm, vân vân và kế tiếp câu hỏi thứ ba là các bạn bây giờ có đang làm việc hay không thì bấm vào là các bạn đang đi làm hay là các bạn đang nghỉ hưu vân vân đây là ba câu hỏi các bạn cần phải trả lời và cuối cùng các bạn cần phải cho bốn cái số social số -so, cũng như là bốn cái số an ninh xã hội của các bạn sau đó các bạn bấm continue sau khi bấm continue tại vì các bạn hay được những cái câu hỏi này và cái số an sinh xã hội đương nhiên là tại vì à, thuận lựa chọn là đăng ký ở hoa kỳ nếu các bạn đăng ký một quốc gia khác đó mà con bị hỗ trợ thì có thể là họ sẽ hỏi những thông tin khác nhưng mà đối với thông tin căn bản thì đây là những điều mà họ cần sau đó các bạn bấm vào continue sau khi bạn bấm vào continue rồi đó thì các bạn cần phải xác minh thân phận bằng cách là các bạn có thể là dùng driver license có nghĩa là dùng cái bằng lái của mình hay là các bạn thể dùng một cái ID một cái văn bản mà của quốc gia các bạn có nghĩa là passport vân vân thì thường lựa chọn là driver license nghĩa là thường sẽ xác minh bằng cách là sử dụng bằng lái thì bấm vào driver license sau đó họ cho các bạn ba cái sự lựa chọn lựa chọn đầu tiên là các bạn sử dụng webcam sử dụng webcam ấy, thì các bạn thấy là tiện lợi nhưng mà webcam ở trên máy vi tính ấy, thì rất là mờ cho nên thường không có khuyến khích các bạn sử dụng webcam cách thứ nhì đó là các bạn sử dụng điện thoại di động đây là cách mà thường thấy là tốt nhất và cái thứ ba là các bạn đã có sẵn cái file các bạn chỉ upload mà thôi thì thường bấm vào cái cách thứ nhì đó là các bạn lựa chọn bằng uh, mobile camera nghe các bạn lựa chọn là xác nhận thông qua điện thoại thì sau khi mình bấm vào đó sẽ có một cái link gửi đến cho điện thoại các bạn khi mà bấm vào cái link đó sau đó đó thì các bạn sẽ thấy là cái link đó sẽ cho các bạn một số những cái thông tin cũng như là một số những cái bước các bạn cần phải đi theo trước hết là các bạn bấm vào để mà chụp hình trước thì các bạn có thể là bấm vào cái link đó bấm vào là chụp hình trước của cái ID của các bạn các bạn chụp hình sau đó các bạn chụp hình sau của ID của các bạn đó là cách mà các bạn hoàn thành để mà xác minh ID và sau đó các bạn thấy được là Coinbase sẽ để thông tin là họ đang xác nhận cái ID của các bạn Và khi mà nhận rồi đó, các bạn sẽ nhận được một cái email Email này cho các bạn thấy được là Coinbase sẽ xác nhận ID của các bạn thành công Thường thì trong vòng vài tiếng đồng hồ, các bạn sẽ nhận được cái email này Sau đó các bạn bấm vào Invest in Crypto Trong cái link ở trong email đó, các bạn sẽ dẫn đến một trang kế tiếp Trang này sẽ là cái trang mà các bạn login, các bạn đăng nhập vào Coinbase thì các bạn sử dụng cái username và mật mã mà các bạn vừa setup cho Coinbase để mà đăng nhập vào và mới đầu đăng nhập vào thì combi sẽ gửi cái mã số vào trong điện thoại các bạn để các bạn có thể là nhập mã số vào để các bạn có thể là đi vào chương mục combi của mình và khi đó các bạn thấy được là sẽ có có sự lựa chọn đó chính là các bạn có thể là đến thẳng combi.com hay là các bạn sẽ kết nối ngân hàng để có thể là bắt đầu mua bán tại vì phần lớn đó, người ta dùng coinbase.com là không phải là để giao dịch mà phần lớn dùng để mà kết nối với ngân hàng để mà mua và bán crypto tại vì các bạn muốn giao dịch những cái altcoin nhiều đó, các bạn phải lên trên những cái sàn như là coinbase pro coinbase.com là một cái sàn mà các bạn trước à, chỉ dùng cho người mới để mà mua crypto là một trong những cách bài đơn giản nhất thì các bạn có thể lựa chọn là fund your account có nghĩa là các bạn sẽ kết nối với ngân hàng thì bấm vào phần your account các bạn sẽ thấy được là các bạn sẽ có một số những thông tin các bạn bấm continue để mà tiếp tục thì sau đó các bạn có thể lựa chọn các bạn đang sử dụng ngân hàng nào giả sử như là thuận sử dụng ngân hàng Chase thì bấm vào Chase thì các bạn có thể là kết nối trực tiếp thông qua cái user ID và cái mật mã của Chase của ngân hàng của thuận sau đó các bạn bấm submit thì sau đó các bạn sẽ thấy được là họ đã có thông tin sẵn của các bạn tại vì họ kết nối trực tiếp với là những ngân hàng sau đó các bạn bấm continue và kế đó các bạn thấy được là họ sẽ gửi một cái mã vào trong điện thoại các bạn để các bạn xác nhận. Các bạn để cái mã đó vào, cái bấm submit. Sau đó các bạn thấy được là các bạn đã coi như là đăng nhập vào ngân hàng chi của các bạn và các bạn sẽ chờ một khoảng thời gian khoảng chừng là vài giây. Sau đó họ sẽ các bạn thấy là họ đã kết nối thành công và các bạn có thể lựa chọn là các bạn am ready to buy như này các bạn, đã sẵn sàng để mà mua hay là các bạn có thể nói là skip for now nghĩa là các bạn không muốn mua thì các bạn bấm I'm ready to buy nếu các bạn muốn mua crypto trên Coinbase thì các bạn thấy là thường thử nghiệm là mua là 100 đô la Bitcoin và cái cách mình thanh toán là thông qua ngân hàng Chase thì sau khi các bạn để 100 đô chọn đọc các bạn muốn mua chọn ngân hàng các bạn bấm preview buy này các bạn sẽ coi coi là mua thì như thế nào thì các bạn thấy được là mua đó thì cái giá mà thường thử nghiệm là 18.822 À, tổng số tiền mà mua là 97 đô la và 1 sen và cái phần còn lại 2 đồng 99 đó, đó chính là cái phí của Coinbase thì ngay lập tức các bạn thấy được là Coinbase là một cái sàn mà có phí rất là cao đây là một trong những điều mà nhiều người à, hay phàn nàn về Coinbase sẽ có phí quá cao nhưng mà đổi ngược lại thì Coinbase là một trong những cái sàn mà rất an toàn đã hoạt động rất nhiều năm có thể nói là từ năm 2013 cho đến bây giờ Coinbase đã là một trong những sàn lâu đời nhất và Coinbase là một trong những sàn mà có một rất tốt. Các bạn cũng đã thấy là rất ít khi nào mà nghe nói tới sự cố liên quan đến sàn Coinbase cũng như là họ có bảo hiểm. Cho nên nhiều người thì cho là sử dụng Coinbase tuy là có phí cao nhưng mà đơn giản hơn. Nếu các bạn chỉ là mua và sau đó lưu trữ crypto chứ không phải là các bạn trading liên tục thì sàn Coinbase là một cái lựa chọn rất tốt cho người mới. Vì lý do đó thường thường hay là khuyến thích mọi người những người nào mà ở những quốc gia mà Coinbase hỗ trợ đó thì cách dễ dàng nhất để mà tham gia vào thị crypto là Coinbase sau đó các bạn có thể là bắt đầu tìm hiểu những cái sàn khác có cái phí thấp hơn và đương nhiên sàn Coinbase Pro là cái sàn mà cho các bạn giao dịch những cái altcoin nhiều đó đó là một cái sàn trading cái phí sẽ thấp hơn nhưng mà sàn Coinbase.com mà chúng ta đang nói tới đó cái phí đó sẽ cao hơn và trong trường hợp này thường bấm buy now để mua bây giờ thì sau khi buy now các bạn thấy được là rất tranh giống Coinbase sẽ đưa cái số tiền này vào trong chi mục của các bạn và các bạn có thể trade, các bạn có thể bán đổi qua thành những cái đồng ổn định như là đồng USDC ở trên sàn Coinbase nhưng mà các bạn không thể rút ra được trong thời gian khoảng chừng là 3 ngày tại vì trong thời gian này các bạn cũng nên nhớ là các bạn mua bằng thẻ ngân hàng thì 3 ngày sau 4 ngày sau tiền mới tới công ty Coinbase cho nên trong thời gian này họ có thể cho các bạn giao dịch các bạn có thể đổi ra thành đồng ổn định nhưng mà các bạn không thể rút ra khỏi ví Coinbase được tại vì trên căn bản Coinbase vẫn chưa có nhận được tiền của các bạn cho nên nhiều bạn thì hay hỏi thuận là đã mua cái số tiền này nằm trong chương mục nhưng mà sao không cho rút ra tại vì các bạn thấy được là họ phải chờ nhận được tiền các bạn sau đó các bạn mới được quyền rút cái số tiền này ra nhưng mà trong thời gian đó các bạn vẫn có thể là trade cái số tiền này có sẵn trong chương mục của các bạn thì đây là những cái thông tin căn bản liên quan tới đăng ký sàn Coinbase thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và đương nhiên nếu như các bạn muốn tìm hiểu sàn Coinbase thì link sẽ nằm ở phía dưới cái video này và các bạn gửi 100 đô thì các bạn có thể là được nhận cái hoa hồng là 10 đô la nếu như các bạn tham gia thông qua link của thùng Capital và đương nhiên các bạn được 10 đô thì cũng sẽ được 10 đô và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn